Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Hôm nay chúng ta có bài học tập cùng với đại chúng phương pháp giữ phước báo. A Di Đà Phật. Vì nhớ cái miệng mình nó sẽ không khéo, nó sẽ làm cho mình mắc sạch duyên phước là khẩu nghiệp. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ đưa khẩu nghiệp lên đứng đầu. Nhớ giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Cái nói lỗi người là một cái hành động mà thộn duyên phước lớn nhất. Nhớ kỹ nghe, thộn duyên phước rất là lớn. Nhất là nói đoàn thể, trong đoàn thể mà quay gây cái sự rắc rối, phiền phức à. Thộn duyên phước lớn nhất, đó là tội lớn nhất, là phá hoại hợp tăng, gây sự mất đoàn kết. Tạo ra những cái tội này, duyên phước mình tu được bao nhiêu mất sạch. Thí dụ như ở một gia đình mà người làm cha làm mẹ gì đó mà hung sùng chửi mắng, chửi vợ chửi chồng chửi con, chửi tầm bậy tầm bạ cũng khẩu nghiệp. Mà cái khẩu nghiệp chửi đó nó chưa lớn bằng ác tâm để tạo ra khẩu nghiệp. Ác tâm để tạo ra khẩu nghiệp, đó là tội nặng nhất. Cái tâm nó đã ác rồi, lời nói này nói ra là muốn để hại người khác. Cái chửi người nó chưa tội nặng bằng là ác tâm để tổn hại người khác. Nghĩa là ác tâm tổn hại người khác là kinh nhất, tội nặng nhất. Còn chửi người thì chỉ chửi một cái thôi là xong, nó chưa đến nỗi nặng quá, vì nó chỉ là cá nhân. Mà cái tâm suy nghĩ những điều ác để dùng cái miệng tác hại, để phá hoại đoàn thể, đây là tội lớn, cực kỳ lớn, lớn lắm. Có thể phước duyên mình hưởng được ba bốn đời, nhưng mà cái tội này thì nó chưa được một đời nữa hết. Nhìn thì thấy họ cũng kiếm tiền được phơ phớ, nhưng mà chưa được một đời là hết sạch, vì tạo ác tâm. Nhớ kỹ, mình xây lên một ngôi chùa để cho bao nhiêu con người đến niệm Phật thì công đức vô lượng. Nhưng nếu như mình tạo ra một căn nhà mà để bao nhiêu con người đấu đá thì tội này cực kỳ nặng. Mình lập ra một cái trang mạng mà để cho bao nhiêu con người nghe pháp thì công đức vô lượng. Nếu như mình lập lên một trang mạng kiếm tiền mà để cho người ta tạo khẩu nghiệp thì tội này cực kỳ nặng. Có nghĩa là cái phước cái quả là ngay hành động tạo tác của mình. Nhớ kỹ, cái nhân cái quả là giữa hai con người đến với nhau, nhân quả. Nhưng cái sự tạo tác của hành động mình mà tác hại nhiều người thì đây là tạo ác tâm, ác nghiệp. Ghê, kinh khủng lắm. Nên một con người niệm Phật á, thường dùng cái miệng niệm Phật nó hay dữ lắm. Quý vị nhớ, khi chúng ta gặp Phật pháp
chúng ta có thể thay đổi được cái số phận cuộc đời mình và thay đổi được cái gia đạo mình luôn 100%. Nếu như quý vị chân thật học Phật mà thật sự quý vị tin Phật đi, quý vị có thể thay đổi được cái số phận của bản thân quý vị. Cuộc đời quý vị sinh ra có thể quý vị sẽ không có duyên phước gì đâu, vì sống rất khổ. Và cuộc đời quý vị rất là vô nghĩa của một đời người, rất vô nghĩa. Nhưng quý vị học Phật, quý vị có thể sống có ý nghĩa và làm những việc rất có ý nghĩa trong cuộc đời. Quý vị có tạo tội nghiệp nhưng rất ít, nhưng quý vị tạo phước duyên thì rất nhiều. Cuộc đời có người đi đến cõi này mà tạo duyên phước rất lớn, tạo tội nghiệp rất ít, đó cũng là mừng lắm rồi. Vì đa phần cái nhân tố của cuộc đời này là giúp cho chúng ta tạo tội nghiệp rất nhiều mà tạo duyên phước rất ít. Đa phần con người đều là có ý nghĩ chỉ biết lợi mình, không bao giờ nghĩ đến tác hại của người khác. Phàm phu thì đa phần là tính tình là chỉ biết lợi mình, không cần nghĩ đến tai hại cho người khác. Mà cả một cái tai hại cho cả một đoàn thể, cả một đất nước, con người ta có khi cũng chưa hiểu được cái việc tai hại đó là ghê gớm. Mà người ta chỉ cần biết có tiền, có vật chất để lo cho gia đình người ta, người ta không cần cái tác hại đó của đoàn thể bao nhiêu con người. Đây mới ghê gớm. Nên mình làm ông bà cha mẹ người ta, mình có một trách nhiệm dạy con cháu của mình: con à, sau này con có thể kiếm tiền, con có thể có danh, nhưng con phải hết sức cẩn thận tác hại của đoàn thể, tác hại của xã hội, tác hại của đất nước. Nếu như con có được một cương vị gì cho cuộc đời này, con hãy hết sức cẩn thận. Tổn hại của xã hội, của đất nước là lớn lắm, ghê lắm. Như câu chuyện mà người ta làm phim luôn á, nước ngoài, đất nước Trung Quốc họ có một cái đặc sắc này nè quý vị. Họ có một cái đặc sắc cực kỳ cao độ. Họ có thể tính cho cái người đời sau của họ ghê thiệt chứ. Những đứa không tưởng tượng được. Tất cả những câu chuyện của họ đều được ghi chép lại hết. Những con người trước, đời trước đó, họ chưa được hưởng luôn, vì mà người đời sau này dùng. Kinh chưa? Họ ghi chép lại hết lịch sử, sau này họ đóng phim lại hết. Nên đa phần cái nền phim của Trung Quốc là cả thế giới đều coi hết. Họ dùng cái cách truyền tải cái nền giáo dục của họ qua phim ảnh. Quý vị biết họ rất chú trọng về lịch sử, rất chú trọng, rất hay. Nên á, họ cũng có thể trở thành một cái đất nước mà có sức ảnh hưởng rất lớn, có phước báo. Họ rất nhiều mảng nha, nhưng nội mà cái nền phim ảnh của họ thôi, quý vị biết họ rải rộng khắp gọi là các nước trên thế giới luôn. Từ nơi đó mà họ trọng lịch sử lớn, đóng một bộ phim mà nhắc con người. Cái ông này cũng làm quan mà người ta mà đang bị nạn đói, vậy mà triều đình đưa tiền bạc xuống để mà cứu đói, mua gạo cho người khổ, người đói. Vậy mà ông quan đó, ông lấy hết, ông lấy 10 vạn, lấy 7 trừ 3, ổng với thêm 2 ông quan kết hợp lại lấy 7 vạn, đem ra 3 phần. Thí dụ như gạo cho người 20 kg, bây giờ còn cho có 2-3 kg. Vì có người ta đói, người ta chết quá trời chết luôn. Nên con cái của mình, dạy con cái mình: con à, đồng tiền có thể kiếm, có tiền mới có cuộc sống, nhưng con hãy cẩn thận đồng tiền. Nếu kiếm một đồng tiền mà để tạo tội nghiệp thì đừng kiếm, vì nó không có được lợi ích gì. Thì quý vị biết rằng là người ta chết đói quá trời luôn, lấy đồng tiền để về lo gia đình. Nhà rất giàu, thiết là giàu luôn, mà giàu đó là do cái phước trong mạng không có, mà nó tổn quá lớn. Sau này ông hiểu ra cái tội lỗi của mình tạo quá lớn. Ông đem tiền bạc đó, ông đi làm đường, cắt nhà tình thương, làm nhiều việc thiện. Ông trở thành một con người mang một cái tiếng là đại thiện nhân. Ông là đại thiện nhân, nhưng không ai biết được rằng đồng tiền này của ông là đồng tiền chết chóc của người ta mà có được. Ông tạo tội nghiệp quá lớn rồi, mà bây giờ ông lại được hưởng cái tiếng là đại thiện nhân.
thì cái hưởng cái đại thiện nhân này xài hết đi. Nhưng cái tội nghiệp ông tạo ra, bao nhiêu con người chết phải lãnh đủ. Đang còn khỏe gì đó, đang ngủ nằm trong mùng, thì quỷ sứ đến bắt hồn ông, lấy rồi tối xiết họng ông, máu ọc 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 ra chết tại chỗ. Bây giờ hết hồn la lên, không thể nào chấp nhận được. Chồng của bà thiện như vậy, việc làm của ông giấu bà hoàn toàn. Ông thiện như vậy, ông là đại thiện nhân, tại sao ông có một cái kết cục kinh khủng như vậy, chết như vậy và không cam tâm. Thời gian con trai bà chết luôn, gia đình tự nhiên giàu có như vậy, ai biết được những cái đời trước. Ông lại làm một cái tội lỗi rất lớn, không ai biết được. Người ta chỉ biết hiện tại ông làm thiện thôi. Thì người ta thời xưa người ta kêu hồn, quý vị có khả năng kêu hồn. Mà khả năng đó là tụi tỉnh không, người nói người ta có thể mấy đời người ta kêu được cái nghe. Người ta lên người ta nói rõ ràng vậy đó, kêu được con mà không kêu được ông. Đứa con lên nó nói ba nặng lắm, tội nặng lắm, ông đỏ rất là sâu, kêu không có được, lên không có được đâu. Nói ba mày thiện vậy mà sao mà kêu không được, ông ác quá trời ác, do thiện gì mà thiện. Con đi xuống dưới con mới biết ba con ác thế ghê. Tiền bạc mà để mua gạo cho người khổ, người ta đói, vì mà ông dám lấy tiền đó ông đem về nhà ông lo gia đình. Bây giờ ông đọ sâu dữ lắm, kêu không có được đâu. Nó, còn con thì nhẹ chút, kêu con lên đây được, con báo tin. Mẹ nhà cố gắng làm thiện gì hồi hướng cho ông, ông lên không nổi đâu, thôi con đi mới được. Kêu dữ lắm, được lên chút thôi chứ không phải gì. Kinh khủng chưa? Đó, nên mình phải dạy cho con cháu của mình hết sức là cẩn thận cái chuyện kiếm tiền. Vì cái kiếm tiền mà tạo tội nghiệp đừng có kiếm. Kiếm tiền mà tạo tội nghiệp đừng có kiếm. Thứ nhất là trong ngôi Tam Bảo, mà dám lấy của Tam Bảo, dám gian díu tìm Tam Bảo, ăn cắp tiền Tam Bảo, hoặc đi đến chùa mà có những thủ đoạn để kiếm cách để kiếm tiền đối với Tam Bảo, thất bại. Nhất là những điểm chùa như chùa mình, vì những đức ở đây, những đức làm mà tâm những đức không biết nữa thôi. Trên là Hòa Thượng kia cỡm từng chút để xây chùa, kế là những đức nuôi chúng từng chút. Bây giờ quý vị nhìn đi, chúng chùa mình trắng trẻo, sạch sẽ, mập mạp, nó đâu có đơn giản quý vị. Mình ở nhà mà mình có chồng thôi, mà chồng mình lo cho mình mà mình chưa được trắng trẻo sạch sẽ, có khi mình còn tèm nhem chút chút, kiểu lam lũ cực khổ, kiếm tiền không ra, thì làm sao mà được mập mạp sáng sủa hả quý vị. Vậy mà vô đây bao nhiêu ông bà ở đây mà mập mạp sáng sủa, không đơn giản. Đó. Nên phải nói rõ ra là từ thăng tâm được an, được vui, nên nó mới được gì. Vì coi quay phim chúng mình phải đẹp không, nhiều bà cụ già mà sáng sủa, nhìn thấy rõ ràng không. Nhiều bà cụ già ngoài đời tèm nhem thúc nhúc, lam lũ, lê lết, chết tùm lum. Có khi già mà còn cầm cái cọc giấy số mà thấy đèn đỏ nhào ra bán giấy số, thấy nhiều lắm quý vị. Rồi đi lụm lon, đi lụm mũ, thấy không? Đó, nên á cực lực nhiệt tình nuôi chút lo chút. Đó, mình đi đến đây mình không cúng dường một cách cũng được, mình lo tu đi, chứ đừng bao giờ có một cái quan niệm đi đến đây mà tìm cách này cách kia kiếm tiền, không có hay đâu. Còn làm thì phải làm cho nghiêm túc đàng hoàng, làm cho đúng thì nó mới tồn tại. Từ đó tới giờ mười mấy năm những đức ở trong chùa, những đức biết trong ngôi Tam Bảo mà mình nghiêm túc đàng hoàng, con người làm thì phải có tiền lờ nhưng phải làm cho đàng hoàng. Mình mà đàng hoàng rồi duyên phước mình nó tăng lên, mình không có thiếu thốn đâu, thật sự luôn á. Nó như Hòa Thượng mới đó, những đức gặp ngày kể nghe câu chuyện có cái bà đến chùa phải tu, mà ở nhà bà có tiền mà chồng bà con bà lấy. Hòa Thượng nói bà cứ vô đây chùa bà tu đi, bà bỏ đi, bà buông đi, bà đưa họ đi. Không, Hòa Thượng, tiền này của con phải lấy, con đem vô con cúng trong chùa có phước hơn. Hòa Thượng nói một câu này: bà cứ vô bà lo bà niệm Phật đi,
Họ ở ngoài đời họ xài hết trơn, cuối cùng tiền nó cũng vô tay thầy. Tại vì sao? Vì cái phước lớn thì tiền nó cũng đến cái người có phước, để người có phước người ta làm phước. Nghe không? Bà cứ lo bà tu đi. Cái kiểu giành giật đấu đá, có cơ hội đi tu, tu đi, buông ra đi. Phước trong mạng mình vẫn là phước trong mạng mình à. Còn họ cầm được là do họ có phước không mới cầm được. Còn mình đi tranh giành, mình giật với họ để mình đem vô chùa thì mình cũng không độ được họ, mà họ còn quay mặt, trở mặt quay lưng. Họ nói rằng đi vô chùa, xách tiền vô chùa, họ để đánh giá Phật pháp, tội họ càng nặng hơn. Thà để cho họ đi, họ xài xong rồi tiền cũng quay vòng cũng đem vô chùa. Tại vì mình làm việc thiện thì phải có tiền để làm việc thiện. Nên đã làm việc thiện là cứ yên tâm đi, đã làm việc thiện là sẽ có à. Mình mà càng làm việc thiện càng lớn chừng nào thì phước báo mình càng lớn chừng nấy. Việc phước mình trồng từng con người, báo với con người, nhân rộng ra thì phước mình càng lớn lên. Nói quý vị biết rằng như chùa mình mà người ta đi đến chùa mình, nói người ta cầm đèn bông sen, thôi quý vị thấy chưa, ta cầm đèn bông sen mà người ta quơ lên một cái thôi mà bay dù đèn bông sen. Quý vị coi, mà khăn trong chùa mình mà tặng đó quý vị coi, người ta chọn khăn một cái thôi mà quý vị nhìn như hoa sen vậy. Đem cái cổ cúng dường của thập phương trả về cho thập phương đó, quý vị thấy rõ ràng chưa? Làm bằng tặng đáy lòng. Những đức quanh năm suốt tháng quý vị thấy như đức đi chơi đâu, cà phê như đức còn chưa uống, thấy không? Nên từ nơi đó mà ăn uống hai buổi cơm, bây giờ ăn hai buổi cơm buổi chiều khỏi ăn, chơi gì nữa giờ. Nên từ nơi đó thật sự người ta cúng dường là để xây chùa, để nuôi chúng, nuôi các cụ, lo cho các cụ. Chỉ cần các cụ phải bình yên là được rồi. Nên cái việc mà mình ở trong đoàn thể, cẩn thận cái khẩu nghiệp nghe. Khẩu nghiệp ghê lắm á, dễ lắm, dễ tạo. Vì cái nhân tố của người ta lỡ nói cho mình nghe, nói này, nói kia, nói nọ, nói cỏ, nói cây, nói bay, nói tùm lum tùm la. Nó nói rồi giết mình, cái nhân đó mình theo, mình nói theo. Nên bữa đó những đức nói chuyện với mấy cô, những đức nói một câu rất là hay. Mình ở trong chùa ban bệ á, đừng có bao giờ tưởng đâu mình làm gì là mình giúp người, cái chuyện mình hại người đó. Ai chỉ cần mới vô nhóm của mình làm việc là bắt đầu mình nói em là chị Biểu. Có gì không chị? Em phải biết chỗ đông người không đơn giản, nghe không? Phải cẩn thận. Con nhỏ cao cao đó đó, nó không đơn giản đâu. Con nhỏ mập mập đó đó cũng không đơn giản. Có nhỏ lùng lùng đó đó không đơn giản. Cái thằng đen thui đó đó không đơn giản, đúng không? Chị chỉ em rồi đó, những con người đó không đơn giản, em phải cẩn thận nghe. Quý vị hại người chứ giúp người gì? Người ta mới đi vào trong chùa, quý vị dạy người ta là dạy tin sâu nhân quả. Quý vị đi chỉ những con người, cái con người dữ này dữ kia, để cho người ta bị lo, bị sợ, người ta bị bất an, người ta giống như người ta luôn luôn cảnh giác, người ta cảnh giác thì người ta sẽ bị lo âu và người ta trở thành cô lập. Quý vị không phải giúp người ta mà bị hại người ta. Đúng ra người ta vô cái ban mình, quý vị phải nói một câu, cái gì em không hiểu phải hỏi thầy, em phải tin sâu nhân quả, em đã phát tâm tu em phải tin nhân quả. Có người làm không phải người ta chịu không phải, người ta làm đúng được hưởng đúng, làm sai chịu sai. Phải tin nhân quả. Từ cái tâm mình có ác hay không, xem lại cái tâm mình có ác hay không mới là quan trọng. Đừng có chỉ điểm người ta, chỉ là con mập đó, nó dữ lắm, con ốm đó, nó dữ, con lùn đó, con lùn nhỏ xíu đó, không vừa gì đâu, nghe chưa? Nó còn ông thầy đó, nó không phải đơn giản. Và sư cô đó không đơn giản nghe. Nó còn con nhỏ què lết đó, nó không không vừa. Quý vị đi nói điều đó làm chi vậy? Nói điều này là vì hại người ta đó, vì làm cho người ta bị bất an, bị sợ và đi cảnh tỉnh, đi cảnh giác, không phải cảnh tỉnh mà cảnh giác á, đi cảnh giác hoài. Mà con người quý vị cứ là lo hoài là giết quý vị sẽ bị cô lập.
để cho người ta bị la bị gầy, để người ta trải nghiệm đi, để người ta bị dằn vặt đi để trải nghiệm. Con người thành đạt trong cuộc đời không ai mà không bị dằn vặt hết. Nên trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có câu dạy rằng, ông trời muốn giao phó cho người một công việc thì phải làm cho người này lên bờ xuống ruộng, chịu đấm ăn xe. Ăn xôi là còn ngon, ăn xe là bị xe đụng mới, hiểu chưa? Chịu đấm ăn xe. Cái câu này câu mới nhất. Quý vị coi những bậc lãnh tụ đi của thế giới đi, giống như Trung Quốc có một vị hiện tại đứng đầu đó, ông là một vị là mệnh danh là người đàn ông có uy quyền nhất, uy quyền quá lớn, uy quyền quá lớn. Sự cai trị của ông qua mấy nhiệm kỳ vẫn còn giữ. Khi mà những đứa coi công đoạn mà đọc lịch sử của ông gian chung lắm, không phải đơn giản quý vị ơi. Ông cực kỳ gian chung luôn, ông chịu khó chịu khổ kinh khủng luôn, ông mới trở thành một con người bây giờ. Không ai ngờ được cậu bé năm xưa là một con người gian nan vất vả, vào tù tội khổ sở, mà bây giờ lại là một người đàn ông có uy quyền rất lớn của thế giới. Kinh khủng không? Không ai tưởng tượng được luôn á. Đó, khi mình mà coi lịch sử, mình có những câu chuyện gì mình nói, à thì ra là thế gian cũng phải bị rèn luyện, lên bờ xuống ruộng, chịu đấm ăn xe. Không? Vậy thì sức thế gian càng dữ hơn. Nhưng đức hỏi bị tu hành mà không bị trở ngại, không bị này bị kia, không bị người ta trù dập thì làm sao bị làm Phật? Quý vị có đường tăng đi thỉnh kinh, mà quý vị coi bao nhiêu cái nạn như vậy mà đã thỉnh kinh rồi, Phật tổ Như Lai bấm tay thấy, còn một nạn vậy mà Phật tổ Như Lai giơ tay lên dù gì mà đang mây, bay trên mây mà té một cái rầm ướt kinh cho quý vị thấy hả? Nó quý vị thấy cái nạn đó không? Còn một cái nạn phải trả để mới chứng thành Phật đạo. Mình tu hành mà muốn giảng sanh mà mình không bị, mà không ở trong trở ngại mà vượt ra. Quý vị muốn bình thường đi trên, giống như mình đi trên niệm mút hiểu không? Không lẽ quý vị lúc nào cũng muốn quý vị mà gọi là ngon lành, quý vị sống cho nó thoải mái mà muốn làm Phật? Không có đâu, không có dễ gì đâu. Muốn làm Phật đâu có dễ ăn, nó phải chịu khó chịu khổ, chịu bao nhiêu sự thử thách. Bây giờ quý vị coi những đức nè, cái tâm những đức nuôi bao nhiêu con người gì đó, mà quý vị coi bây giờ nhiều người người ta cũng chửi như đức te tua. Mà tiền những đức mà được cúng dường, những đức nuôi các cụ đó rõ ràng đó, như đức có ăn giọng gì đâu. Quý vị coi người ta đòi 100%. Không lẽ bây giờ từ sáng thức dậy, bây giờ làm cho tới chiều luôn, không lẽ bây giờ ăn mấy bữa cơm cũng không được nữa chàng, hiểu không? Nó còn có chiếc xe thì chạy qua chạy lỡ, bây giờ không lẽ còn lang thang ngoài đường nữa thì đi lỡ đi qua cái thuyết pháp làm sao? Không lẽ bây giờ tới đây chạy xe đam đa qua bển lang thang ngoài đường, rồi bây giờ máy quay phim rồi chân quay tùm lum tùm la, chứ bây giờ chạy xe Honda mà hai ba ông chạy rồi chạy qua bên kia rồi mà đi giữa đường mà xe cam nhông nó ủi một cái cũng chết. Chứ bây giờ nhà đứa có chạy đâu đâu, xe nhà đứa mà nhà đứa đổ xăng, quý vị đổ xăng một lần mà đi hai tháng mấy mới đổ, quý vị nghĩ nhà đứa đi đâu đâu, đi đâu chứ nhà đứa chùa mà. Bởi vì Phật tử nào mà đi về chùa mình mà gặp những đức mà hỏi chùa nào, thầy nào, những đức nói chớ biết luôn. Tại có đi đâu đâu mà biết. Bữa đó hòa thượng mình đi với một vị hòa thượng qua, vị hòa thượng nó cũng thấy những đức tổ chức những pháp hội, hòa thượng nó quý. Nên hòa thượng nói đi với hòa thượng qua kêu ông đức xuống gặp chút. Xuống hòa thượng nói thấy ông tổ chức những pháp hội thích quá, quá thích. Nên từ đó ông biết chùa tôi không, chỗ đó gì ở Đại Ninh. Những đức nói Nam Mô Di Đà Phật.
Tại ngày xưa nhà Đức cho nó 5 năm người ta nghĩ Đại Ninh ai mà không biết quý vị. Nhưng mà thật sự nhà Đức không có đi. Không đi đâu, nhưng đâu biết đâu. Không đi đâu. À, nên từ nơi đó mà người ta cúng dường thì cũng nuôi 2.000 con người, làm bao nhiêu chương trình lễ lọc đồ được, cũng mua đồ đồ tặng cho người ta, tá lả âm binh chứ. Nè mới lễ xong bây giờ nè, trả tiền muốn chết mồ. Cho quý vị biết, mua đồ tặng cho người ta vậy chứ trước thời gian nó cũng kỳ cỡm để dành từng chút cắt, rồi qua lễ xong trả tiền cho người ta, chứ ăn giọng đâu. Lôi ra chữ chết mồ luôn. Ờ, nhờ vậy đó mà tiêu nghiệp. Nghiệp thì tiêu mà phước thì tăng, thấy chưa? Nên quý vị phải cùng với những đức niệm Phật và với quan hỷ cho nhiều để mà thầy trò đoàn kết. Tại vì sao? Vì mỗi ngày chén cơm mình bưng lên mình ăn, hộp sữa mình uống, thầy bị chữ đó. Chữ dữ lắm, nhưng bây giờ nó chữ như đức dữ lắm. Tự nhiên nổi máu lên chữ thì ghê thiệt. Nên nhiều người mà người ta mà yếu bóng vía, người ta cũng bị mắc tính tâm luôn quý vị. Thôi kệ, tùy duyên người ta chứ. Ai mà đi đến đây thì sẽ hiểu, còn xa nghe từ xa thì kể gắng chịu. Quý vị, giờ như Đức hỏi quý vị nè, bài giảng tăng tiếng mấy hay tiếng đồng hồ, tự nhiên cắt có 2-3 câu, đắp tới đắp lui, đắp lời này đắp lời kia, vì coi vậy mà tin làm gì. Tin làm gì, vì tin thì quý vị gắng chịu thôi, chứ làm sao giờ quý vị. Nói lên để cho Phật tử cũng tội nghiệp người ta có nhiều người, người ta thấy chữ quá, người ta mắc tính tâm. Thôi kệ, chứ sao bây giờ. Thì mình cũng nói rõ ràng. Chứ thật sự mà nói thì cái ề này, chứ đi đâu ăn uống gì giờ, ăn chay. Nên từ nơi đó mà mỗi người chúng ta có phước cùng hưởng, còn có họa mình tôi chịu. Cái danh đó quý vị, cái danh là người ta biết những đức ta tán thán. Khi bị chữ thì ta chữ ngay những đức thôi, chứ chữ người trong chùa này chữ ai. Nên người ta nắm người có tóc chứ ai nắm người chọc đầu. Thấy chưa? Dạ sao biết mà làm cho người ta vui đó quý vị. Người ta vui đó. Nên quý vị biết, vì hỏi như Đức cái gì sao mà thầy thường an lạc gì? Bị chửi mà ra. Bị chửi mà ra an lạc đó. Bị khó khăn mà ra an lạc đó. Bị chù rì dập mà ra an lạc đó. Chứ nếu không có cái đó không có an lạc gì đâu. Cho mày biết. Hiểu không? Muốn được sự an lạc là phải chịu đấm ăn xe. Hiểu không? Nên phải kiểm lại cái tâm mình, đừng có ác tâm quý vị à. Sống đừng có ác tâm. Mình có thể sân si, mình chửi người ta một câu, nhưng mình không có ác tâm. Nhưng mà quý vị ác tâm, quý vị cố ý là vì có tội nặng á. Vì cố tình là vì có tội nặng đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Thí dụ như mình lỡ cái gì mình sai, không có trách. Nhưng mà vì cố tình quý vị làm sai cho bằng được là quý vị ác đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nên con người chúng ta ai cũng có cái sai, nhưng sai phải xây dựng mà sửa. Còn nếu cố tình mà làm sai là ác. Thí dụ như mình có thể châm chích người ta, mình không hiểu, nhưng mà khi mình hiểu rồi mình cố tình châm chích người ta là tội đó. Tội là từ cái tâm cố tình đó mà ra. Hiểu không? Nên mỗi một con người quý vị, cái khẩu nghiệp quan trọng. Nên phải dùng cái miệng niệm Phật để tránh khẩu nghiệp. Nếu cái miệng này không niệm Phật là tạo khẩu nghiệp đó quý vị. Không phải giỡn đâu nghe. Ở dưới quê hồi xưa có cái bà đó bán cá. Quý vị ô bà chữ đừng có nói. Sáng là cái là bà chữ, đừng có nói bà chữ. Chồng bà mà bà chữ mà từ đời ông cố sơ, cố sờ, cố sợ. Bà chữ dài xuống tới con bà. Bà chữ chồng bà mà bà chữ mà bà lôi từ đời ông cố sơ. Bà chữ dài xuống rồi tới chồng bà, rồi tới con bà. Bà chữ cái đó. Cái bữa nọ, quý vị biết rằng bà đang đi, bà cầm cái cà lem bà ăn. Mà ra cái chuyện này nó lạ kỳ thế quý vị. Đúng là cái nghiệp nhân quả mà đến là nó kỳ. Bà cầm cái cà lem ăn, mà cái cà lem thì nó có cái cây tre. Người ta lấy cây cà lem á, người ta ấy nó lại không có đơn giản. Vậy đó quý vị biết không, bà đang ăn vậy mà bà đi, bà đang ăn nghiêu ngao cầm cái cà lem ăn. Bây giờ tôi nhắc mấy người ăn cà lem đừng có đi vòng vòng mà được. Nguy hiểm. Bà đi bà đạp cái vỏ chuối. Thì cái vỏ chuối thì nó chết, bởi vì mấy cái người mà ăn chuối mà liền ngoài đường. Tội khủng nặng. Thấy chưa?
Mình lỡ mình đi giữa đường mình lột trái chuối mình ăn, thì mình ăn xong cái vỏ chuối mình xếp lại mình bỏ vô túi mình đi. Mình đi kiếm chỗ nào á thùng rác thì mình bỏ, đừng có liền ngoài đường. Thì cái bà này bà ăn cái cà lem, bà đang đi ngoài đường gì tự nhiên bà đạp cái vỏ chuối. Đạp vỏ chuối xong cái cây cà lem cái tre nó chọt vô cái miệng ở đây, nó chọt lên đây, nó dính lại. Từ đó về sau miệng méo luôn. Mình tưởng nó là cái xui xẻo, nhưng mà bây giờ học Phật mới hiểu ra thì là do cái bà này bà quá hổn, bà quá chữ chồng. Nên báo tin cho mấy cái người mà hổn ẩu chữ chồng, chữ con tầm bậy tầm bạ đó, coi chừng có ngày sấm sét một cái miệng bên đây nó méo rồi bên đây tiêu luôn đó mấy vị ơi. Nào, nên tôi báo tin cho mấy cái người mà đi thị phi mà đi chăm thọt người khác nghe, coi chừng lúc này sắp sửa tới mùa mưa rồi. Mùa mưa mà những cái người đó người ta sợ đi ra mưa lắm mấy vị. Cái người mà sợ sấm sét là cái người tâm ác. Còn cái người mà tâm thiện ai sợ sấm sét? Những đức mà ra ngoài trời xét cái nào xét những đức cũng đi ngoài trời, có gì đâu sợ. Những đức có làm gì đâu mà những đức sợ ông trời đánh những đức. Cái người mà bắt hiếu với cha mẹ, bắt hòa với anh em, tính toán với anh em từng chút, so đo tính toán với người, có chừng đó mưa tới rồi đó. Hiểu không? Không có chuyện giỡn đâu. Với mấy cái người mà dùng lời thị phi đó, coi chừng đó mưa đó. Ông chờ ông đánh ngay cái sợi dây á, nhờ sợi dây méo. Ông đánh một cái là ngủ một đêm, ngày mai sáng mai tự nhiên là biết rồi đó nghe. Đừng có nói xui nghe quý vị. Đừng có nói xui nghe. Mà lỡ bị gì rồi niệm Phật đi là cái miệng hết méo à. Trong chùa có bà cụ ở mắt rồi đó, bà cụ méo á, bà bị méo miệng. Nhưng Đức nói bà là nhiều đời nhiều kiếp với bà chữ chồng bà, chữ cha mẹ đó nay miệng méo. Nên báo tin cho những người bị miệng méo. Đời này không chữ người nhưng những đời trước chữ quá nên đời này miệng bị méo. Vậy thì đời này phải niệm Phật để cái miệng đừng có méo. Hiểu chưa? Niệm Phật đi, nó chuyển thần kinh. Còn hết hồn. Đúng là không vỗ tay mà vỗ tay cũng bị hết hồn quý vị. Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó nghe, mình nó cẩn thận cái khẩu nghiệp nha quý vị. Cái khẩu nghiệp nó ghê lắm á. Nó phá sạch từ cái cửa miệng tạo phước duyên, mà cũng từ cái cửa miệng phá sạch phước duyên luôn. Mình đi vô chỗ làm mà ta mà mình chăm chích người này người kia để cho rối nội bộ người ta là ác. Rối nội bộ là ác. Mình chăm người này mình chích người kia là ác. Còn trong chỗ tu hành mà chăm chích người ta là tội lỗi ác. Cực ác. Cực ác luôn. Nó quý vị biết rằng mình có phước mình mới ngồi bàn với người có phước. Còn mình mà vô phước mình ngồi bàn chỉ gặp ngay cái bà la sát, cái bà ba trợn, là quý vị biết cái duyên phước nhiều đời nhiều kiếp quý vị cũng có vấn đề chứ không phải chuyện giỡn đâu. Có cái cô đó, cô bà ngồi ăn lẩu chung với cái bà này mà bảy bà ngồi chung với một bà mà chàng ô cái bà đó bà ba trợn trên trời dưới đất. Thì bảy cái bà kia lỡ gặp như Đức nói thầy thầy bà này trong chùa ghê quá, bà trợn quá, hung dữ quá mà điên điên cùng khùng gì kỳ cục. Những Đức nói chắc nhiều đời nhiều kiếp bảy bà cũng bà trợn với bà này đó. Giờ bây giờ ngồi ngay cái bàn gặp bà trợn, nó có nhân có quả quý vị. Hiểu không? Chứ thật sự mình đi cùng với một chiến thiền mà con người ta toàn là dễ thương không thì bị có duyên phước. Mình gặp người dễ thương của mình gặp nó mình đâu có tức. Mà mình gặp người dễ ghét là mình cũng vô phước á. Tại mình gặp người dễ ghét là mình dễ tức. Mình dễ tức thì mình dễ sân si. Mà sân si thì tổn duyên phước. Nên mình mà gặp người dễ thương là mình có phước. Còn mình gặp người dễ ghét là mình thiếu phước thiếu duyên. Cẩn thận. Đó. Nên tôi cũng nằm mô như Đạo Phật. Mong rằng gặp được những người dễ thương, dễ dạy, hiền hậu. Gặp một cái là thấy thích. Chứ đừng có gặp mấy cái người hung sùng. Thấy không? Mà không, mình thiếu duyên thiếu phước mình gặp cái người hung sùng bên cạnh mình. Mà gặp người hung sùng là tiêu. Tiêu điều luôn cho mà biết. Thấy không? Tiêu điều luôn cho mà biết. À, nên quý vị biết rằng mình tập đi quý vị. Nhân Đức nghe cho quý vị biết á, dù Nhân Đức cười cũng có duyên đó quý vị. Vì nhìn cái mặt Nhân Đức không có duyên gì đâu.
Nhưng mà quý vị biết rằng những đức mà đi qua bên kia bên nghe, đi lên lầu nghe, đi lên trên lầu chánh nghe, mà nhìn qua chánh điện nghe, nhìn qua chánh điện duy mà những đức đứng ở bên đây vô duyên kỳ cục, chưa từng thấy ông thầy nào kỳ cục vậy luôn. Ít có ông thầy nào mà tự nhiên gặp Phật tử mà chứ có mình nhìn đức là thấy nó vô duyên vô dụng. Thôi mà kệ tôi vậy đó, tôi thích cười được không, tôi gieo cái nhân nhiều đời nhiều kiếp, người ta gặp tôi người ta cười. Chứ mình gieo cái nhân tốt mà đi đâu mình cũng gì à, gì à, có được gì không, sân si gì à, không lãnh đạo, lãnh đạo phải gì có cái có cái chú ông lậu gặp nó, thầy bây giờ chùa thầy quá đông mà thầy mà gặp mà Phật tử mà thầy cười cười đồ phát tay chào đồ đừng có gì, thầy nên tập là chắp tay đi. Hỏi chắp tay đi đâu, chắp tay đi cho nó nghiêm. Thôi tôi không nghiêm được, tôi cười với anh ta vẫn dễ thương hơn. Vì thích cười hay thích nghiêm? Thí dụ như giờ cái miệng mình nó bị méo đi, cái miệng bị méo đi, cái gặp người ta thấy ta vẫn dễ thương hơn. Dù đó là méo rồi đó mà mình còn cười nữa thì bị coi gieo cái nhăn lại. Mà nhờ cười nghe cái tế bào méo đó nó bị co giãn chứ từ từ đó. Cái vị biết rằng là cái sợi dây bị cứng mà thì cái nó cứng nó miệng nó bị méo nó gịch qua mà. Mấy cái người mà miệng méo nhìn là quý vị đa phần là bị quan gia gịch. Thí dụ như cái miệng gì đi, cái miệng bình thường gì đi, nhưng mà khi bị méo nghe là quan gia nó gịch qua đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Vì cười nghe thì quan hỷ giết đi là quan gia thấy bị vậy người ta buông ra, cái miệng bị trở lại bình thường, đúng không? Tại sao bị không cười đi, bực bội làm chi? Nó giống như có cái cô ở bên bảo tháp, có một cô Linh á, cô vừa bị lé, cô bị lé chàng ô bà buồn tối ngày, bà buồn thiệt là buồn. Như Đức hỏi cô Linh ơi, cô bị lé thôi mà cô buồn tối ngày, cô biết vì sao cô bị lé không? Hỏi vì sao thầy? Vì cô buồn đó. Ôi sao kỳ á, ba mẹ con sinh con ra là con bị lé à, thầy ơi? Những đời trước cô buồn, nghe không? Cô nhìn người bằng nửa con mắt thì quả báo đời này cô có nửa con mắt ngăn quả. Bây giờ thí dụ như bây giờ bị nhìn cha nhìn mẹ bị đi, cha mẹ bị cứu bị đi, Lan ơi, Lan, Lan ơi, Lan, Lan ơi, con đâu rồi, con đâu rồi Lan, thấy không? Nhiều đứa nhỏ bây giờ nó lì lắm quý vị, nó ngồi nó bấm điện thoại mà cha mẹ kêu Lan, Lan ơi, Lan đâu rồi, Lan ơi, Lan, kêu như vậy á. Thấy không? Đó, cái quả báo đó đến lúc đó nó còn nó lé đó. Nè quý vị coi nè, kêu quay á. Thấy chưa? Hoặc là gì nghe, nhất là cái này nè, còn ác nữa nè, cha mẹ mình la tới nghe. Có ngày chợ mưa tới rồi kìa. Thấy không? Nó cẩn thận nghe mấy đứa con. Nó, mấy đứa nào mà nó hổ với cha mẹ mà nghinh cha nghinh mẹ coi chừng nó nghe chưa. Còn đứa nít nào mà không ngoan nghe là không được dễ thương đâu đó, cho mà biết đó. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng con người mà sống mà an lạc vui vẻ. Nên như Đức nói cô Linh, từ hôm nay cô vui đi cô Linh. Bây giờ cô mới có lé con mà cô buồn cô lé con nữa đó. Xong mới nói ủa thiệt hả thầy? Sao thiệt?
Trang hết Trang. Đời trước cô buồn nên cô giờ cái đời này cô lé con. Bây giờ mà cô mà buồn đời sau cô lé con, hai con lé luôn. Nó vậy từ năm nay cô vui. Quý vị ô, bây giờ mỗi ngày bà cười quá trời cười. Bà cười thiệt là cười, tự nhiên bà cười bà vẫn còn lé. Thì lé mà giờ cười nó cũng lé. Chứ lại cười nó hết lé quý vị. Nè cái câu sau này mới quan trọng nè. Đừng có vội vàng cười người ta. Bà cười mà vẫn lé. Nhưng mà bây giờ bà thành lé duyên. Mày thấy chưa? Bây giờ bà lé duyên rồi. Lúc trước bà là lé vô duyên. Nó quý vị thấy chưa? Đã là lé rồi mà còn người ta kêu hai chữ vô duyên nữa. Lé còn vô duyên, còn bây giờ người ta kêu lé duyên. Nó lé duyên là vẫn ngon hơn. Như quý vị coi Nhận Đức á, nhiều người ta kêu Nhận Đức là hô duyên. Nó thấy chưa quý vị thấy? Hãy chi người ta kêu hô. Hô là chết mồ thì kêu hô duyên. Đó, thấy không? Nên cái gì mà có chữ duyên vô là ngon. Cái gì mà có duyên là ngon à. Chùa mình chuẩn bị nấu chè duyên á. Hiểu không? Nên từ từ đó mà đúng rồi, để bữa nào nấu chè duyên cho cậu ăn. Nói duyên cái nhớ chè duyên không? Bữa nào nấu nồi chè duyên cho cậu ăn nha. Nên quý vị biết rằng là cái duyên là ngon lắm quý vị. Cái gì mà có duyên là ngon à. Hiểu không? Nó còn không có duyên là thua. Không có duyên là thành vô duyên. Nên què mà kêu què duyên. Đó, thấy ngon không? Nó, mập mà kêu mập duyên. Đó, thấy chưa? Thấy không? Ốm kêu ốm duyên. Lùng kêu lùng duyên. Thấy đặc biệt chưa? Có duyên bỏ vô là ngon. Còn vô duyên là thua. Ví dụ như con nhỏ này nó lùn, nó lé, nó hô, nó súng một lúc, một nó ba bốn thứ. Mà người ta kêu con nhỏ đó tuy cái thứ gì cũng xấu nhưng chỉ được một cái là có duyên. Thấy được chưa? Vớt lại 70%. Còn con nhỏ kia nó cao, nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp, nó đẹp, 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 còn hơn cái gì. Nhưng mà chồm sớm láng giềng nói con nhỏ này đẹp mà vô duyên. Rồi xong luôn. Thí dụ như bây giờ ai mà có vợ đi. Vợ là mình mắc mặt nhất là gì? Cha mẹ mình, anh em mình nói một câu. Long ơi. Thí dụ câu này giả thiết rồi chứ không phải thằng Long nào chứ nghe. Long ơi. Vợ của mày đẹp mà tao thấy vợ mày là cái vô duyên vô dụng. Rồi xong luôn. Mắc mặt không quý vị? Ví dụ như bây giờ quý vị đi theo Nhận Đức học đạo đi. Mà bây giờ người ta gặp Nhận Đức, người ta gặp quý vị, người ta nói: ôi sao đi theo ông thầy vô duyên quá vậy. Thấy cũng mắc mặt lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà Nhận Đức có xấu gì xấu. Nhưng mà người ta nói: quý vị theo ông thầy Đức đúng, ông thầy có dễ thương. Không, là thấy được rồi đó, thấy chưa? Đó, đúng không? Mà quý vị thấy Nhận Đức dễ thương không? Tôi tưởng nói dễ ghét, đứng lên tôi đi về bây giờ. Nhiệt tình gì mà nói tao dễ ghét, tôi mệt tôi đi về lắm. Hiểu không? Buông ra đừng có cản tôi đi về. Thấy không? Không, nên từ nào đó quý vị biết rằng có duyên là cái quan trọng. Cực kỳ quan trọng là phải có duyên. Mà người niệm Phật phải có duyên mới niệm Phật. Đức Phật A Di Đà cái duyên này dày lắm, tặng hư không có pháp giới luôn. Mình là đệ tử Phật A Di Đà là mình phải có duyên. Thấy không? Mà muốn có duyên thì phải làm sao? Niệm Phật. Đúng rồi, có duyên phải niệm Phật. Mà niệm Phật là nhân, mà cái vui vẻ hoan hỷ là quả. Nếu như niệm Phật mà cái mặt vô duyên cũng không có duyên luôn. Bây giờ mình niệm Phật tối ngày mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai về đạo Phật, 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 ai về đạo Phật,
Thì Đức hỏi quý vị, niệm thì lúc niệm thì nghiêm túc đúng không quý vị? Lúc niệm thì rất là nghiêm túc nghe, nhưng bước ra ngoài một cái là A Di Đà Phật. Là có duyên đó. Còn chỗ kiểu mà tôi siêng niệm Phật lắm, khỏi đời này khổ đau, không có gì phải cười. Khỏi đời này quá nhiều thứ khổ, cười gì, không có cười. Để tôi niệm Phật, đừng có làm động tâm tôi, để tôi cười, không có cười nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm cái kiểu đó, ta gặp mình ta chảy mắt dép luôn. Dù là siêng tu, nhưng mà đang ngồi niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngoài kia kêu ken ken ken, cái gì hả? Dạ. Có thứ gì đâu á. Đây ta đang niệm Phật mà lớn ôm sầm một cái ghế thôi. Ken 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 ken. Để niệm Phật nghe không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên kia nó bắt nhạc. Thập trình, thập trình, thập trình, thập trình, thập trình. Yeah. Chàng ơi, bên đây niệm Phật mà bắt nhạc ôm sầm bên kia cho nó. Cái nhà này tội lỗi chết mồ cái nhà này nè. Thứ cái nhà gì đâu á. Nó chờ đánh còn tránh bữa ăn. Ta niệm Phật mà còn bắt nhạc ôm sầm. Tất nhạc ta niệm Phật. Ai vừa đạo Phật, ai vừa đạo Phật, ai vừa đạo Phật, ai vừa đạo Phật. Thua đó. Mấy vị nghe gì nó xác thực đó nghe quý vị. Người ta đập sàn sàn gì ta bắt nhạc gậy người ta. Còn chuyện mình niệm Phật là chuyện của mình niệm. Người ta thích bắt nhạc, bắt đá banh gì chuyện của người ta. Còn chúng ta niệm Phật là cái chuyện của chúng ta. Dính dáng cái chuyện đó gì đó. Quý vị coi câu chuyện nghịch duyên không? Cái bà niệm Phật mà trốn chồng bà mà bà đang niệm Phật kia. Ông cầm nguyên con cá đó, kia bắt bà đi bằng cá đi, có phải không? Vậy mà bà cầm con cá đi bằng cá lo cho chồng. Không có một lời nói gì nặng nề, khó chịu, thấy chưa? Đó mới là người niệm Phật. Người niệm Phật phải là như vậy đấy. Đúng không? Niệm ra cái duyên là cái quả là như vậy đấy. Là con người dễ tính, niệm Phật ra một con người dễ tính. Một con người không có chấp nhất nặng nề, không khó tính, không có bắt bẻ người ta vì ác lắm. Vì đã bắt người ta rồi bởi vì còn bẻ, người ta đã chịu như rồi. Người như đứng đó vì rất là ác. Tôi nói là mấy cái người mà đi bắt bẻ người ta là đã ác dữ lắm. Tại vì sao? Mình bắt rồi mình còn bẻ chịu như nói. Thôi nghe, lỡ bắt thì tha đi đừng có bẻ kia. Ác lắm. Hiểu không? Nên mình vì thấy bởi vì nhiều người mà người ta gặp những đức mà giảng pháp á, mà những đức cười quá, nó nói sao thầy này ông giảng cười quá, bởi vì tôi nói khổ ghê. Các vị biết rằng là thường ngày người ta không có cười nên người ta không có chịu nổi cười. Còn thường ngày mà mình không cười mình chịu không nổi. Các vị ơi, trong cuộc đời này mà không cười sao chịu nổi quý vị? Cái thời tiết bây giờ nóng chết mồ luôn mà còn không cười nữa, chắc cái quả địa cầu này nó nổ cái bùm quá. Quý vị biết rằng những đức hỏi quý vị nè, quý vị cười là gì? Cười là mát. Quý vị bực bội là gì? Bực bội là lửa. Mà lửa nó cứ xông lên cái quả địa cầu này hoài sao chịu nổi. Nên mình phải mát mẻ. Mình cười, mình vui vẻ, hoan hỷ để mát mẻ, để xoa dịu bớt đi sự nóng bức của quả địa cầu. Quả địa cầu là cha là mẹ của mình. Bản thân của mình làm con, mình đừng có hại cha mẹ mình, nghe không? Nên nghe vậy ra nên chùa mình là cái ngôi chùa mà giúp cho quả địa cầu này mát lắm. Một ngày cười tràn, nó cười từ sáng tới tối, nó cười quá trời cười luôn. Quý vị biết rằng giờ ngủ mà nằm mơ còn cười. Ô bữa đó có bà cụ già, bà ngủ chung với 6 bà già, tự nhiên nửa đêm bà làm nè. 5 bà kia hết hồn đi ra ngoài đâu. Bà ngủ ở đầm bơi bà thấy cái gì không biết. Bà cười chàng ô, 5 bà kia sợ quá. Không, chúng sanh nó lạ vậy ơi. Cười với đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. Chứ bằng đêm đang ngủ mà cười người ta sợ cái gì.
Những đứa đó đó chứ cũng gan lắm nha quý vị. Nhưng mà gặp trường hợp này những đứa cũng nhát. Ví dụ như bằng đêm đi, những đứa ngủ với ai đi? Những đứa đang nằm ngủ. Những đứa kỹ nhất là chỗ này nè quý vị. Kỹ nhất là mình đang nằm ngủ gì mà cái người kia tự nhiên nó mở bót gây nó nhìn mình. Sợ chứ là vậy đó quý vị. Sợ là tự nhiên mình đang ngủ thì nó mở mắt nó nhìn mình quý vị. Tự nhiên mình đang ngủ mình mở mắt ra mình cảm giác là có ai nhìn mình. Tự nhiên mình mở mắt ra mình thấy cái thằng nó nhìn mình. Xong mình sợ quá mình lấy cái mền mình. Mình đẩy mắt mình lại vậy, đẩy xong cái mình kéo cái mền xuống. Sợ lắm quý vị ơi. Sợ đang ngủ ban đêm mà tự nhiên nó lỡ nó nhìn mình sợ chết mù luôn quý vị. Thành nhìn lúc nào thì nhìn chứ cái giờ nó sợ lắm. Nó hồi đó mà đi làm á, có cái thằng đó tên Hồng Phai. Hồng Phai, nó trắng tươi à nên mẹ nó đặt tên nó tên Hồng Phai. Quý vị biết nó là phai mì chứ phai lan thì nó đỏ quét à, mà phai mì nó chắc. Không? Quý vị biết rằng là nó với mình nằm ngủ kế bên, nửa đêm là nó cứ nhìn. Nửa đêm là nó cứ nhìn mình chăng chăng nè. Cuối cùng mình sợ quá mình quay cái đầu về cái chân của nó. Tại vì nó nhìn mình sợ quý vị. Mà kỳ cục lắm. Nó nhìn mình một chút tự nhiên nó hung mình cái chục nó. Này sao kỳ cục cái chàng. Nhìn chút tự nhiên hung cái chục kỳ cục thôi tôi sợ quá. Cuối cùng mình quay cái đầu mình qua cái chân nó mình ngủ. Cuối cùng lấy cái chân nó ôm cái đầu mình chàng. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng á, cái gì chứ nhìn chăng chăng cũng sợ lắm. Nên cái bà cụ già kia thôi, bà cụ bằng đêm bà đừng có cười nó bà cụ. Bà cười giết năm bà già kia ngủ mới được đi ra ngoài không à. Bà vui giết không biết làm sao. Cái tự nhiên nửa đêm mới đang ngủ mới làm nè. Ai mà dám quý vị. Ai mà dám nằm ngủ chung với cái người gì. Bà mà cười nữa là tôi đưa bà lên trên sân thượng. Tôi lên trên đó bà cười như sao biết chưa. Cười ghê quá quý vị ơi, thấy không? Bây giờ này cười được nè. Giờ này cứ cười đi à, cứ cười đi thoải mái đâu gì đâu. Đúng không quý vị? À. Nên tại sao mà thứ bảy chủ nhật ta về chùa mình đông vì cười. Cười nhiều thì ta về chứ sao. Chứ về đây mà nhăn mày nhăn mặt về làm gì à. Về đây không tốn tiền mà còn được cười. Đâu có mua vé đâu. Không? Cười quá trời luôn. Cô nãy giờ cười nhiều ghê không? Thì đó nó bảo đảm quý vị nghe. Quý vị đi đến một cái la xô hài nghe. Chưa chắc quý vị được thoải mái gì đâu. Chưa chắc đâu nghe. Không được đâu, không được đâu. Cho vị biết đó. Mà lỡ đây không tốn tiền vé. Thấy không? Mà còn được tặng sữa. quá xịn luôn, đúng không? À, đây là quý vị là những con người có phước, những con người dễ thương, những con người có duyên mới được ngồi ở đây. Và những con người đã coi trực tiếp là đang có duyên. Còn có những người không coi thì ai biết đâu, họ nói gì nữa chứ. Không, đó những người đang coi trực tiếp chương trình này đang có duyên. Quý vị đang ngồi đây là đang có duyên. Và chúng ta đã có duyên rồi thì chúng ta cố gắng gầy dựng đi về thế giới cực lạc nghe. À, nhớ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Đừng có buồn giận ai để trong tâm nghe quý vị. Đừng có dùng khẩu nghiệp tạo nghiệp nghe. Nhớ dùng cái miệng niệm Phật quý vị ơi. Thôi cái miệng cười cái coi nè. Cười thêm cái nữa coi. Thêm lần nữa. Thôi hồi hướng nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh về thỉnh độ.